Thưa quý vị, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu ở nhiều ngành, lĩnh vực tại Hà Nội và cả nước. Chính vì vậy, nó đặt ra bài toán về nhân lực công nghệ thông tin và đòi hỏi nỗ lực từ chính các nhà tuyển dụng và lao động trong nâng cao trình độ đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức. Lần đầu tiên được tổ chức, dự án đào tạo và tuyển dụng việc làm công nghệ thông tin cho người mới bắt đầu và talk show Người Việt trẻ và khát vọng chuyển đổi số do hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech thu hút gần 400 bạn trẻ tham dự, trao đổi trực tiếp và lắng nghe nhiều ý kiến kinh nghiệm từ lãnh đạo nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn của Việt Nam, mang đến cái nhìn toàn cảnh về khát vọng chuyển đổi số và làn sóng chuyển dịch nghề nghiệp sang công nghệ thông tin trong tương lai. Theo kinh nghiệm của các anh chị đi trước thì em thấy là đối với mình là rất bổ ích, các chị anh chị đã đúc kết cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Mà mình bây giờ thì mình không phải đi mày mò nữa, mình chỉ cần đi theo con đường của anh chị hoặc là mình mày ấy con đường mới cho mình. Trong những năm gần đây, nhu cầu học ngành công nghệ thông tin tăng gần 200%, trong đó đáng chú ý có rất nhiều nguyện vọng từ các lĩnh vực khác chuyển sang. Đối với những đối tượng này, khởi điểm xuất phát, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm là những khó khăn hàng đầu. Chính vì vậy, những dự án dành riêng cho đối tượng này là cần thiết và phù hợp với xu thế. Để chuyển đổi số được thì không phải là chỉ có mỗi học công nghệ thông tin, mà tất cả những người ở lĩnh vực khác thì chúng ta cũng cần biết công nghệ thông tin là gì, cũng cần phải có những cái kiến thức cơ bản, biết sử dụng phần mềm, biết những cái khái niệm cơ bản, biết cách thức chuyển đổi số và thay đổi cái tư duy của mình trong cái việc chuyển đổi số. Nó không đơn giản là cứ làm việc như bình thường, mà mình phải có tư duy số. Thì khi mà tất cả chúng ta đều có một cái tư duy số thì rõ ràng là cái việc ứng dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ hay là chúng ta thực thi, phát triển nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Chuyển đổi ngành nghề nói chung và chuyển đổi số để phù hợp với xu thế phát triển xã hội nói riêng là nhu cầu chính đáng của mỗi người lao động. Những nỗ lực của các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước không chỉ mang lại cơ hội việc làm thiết thực hiệu quả cho người lao động mà còn góp phần bổ sung nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.